Nước rồng em thả trái mù u, lợi duyên cạo trọc lên tu núi Bà. Ở chùa Sùng Đức người ta còn có cái chữ là 136 đường lục tỉnh đó anh chị. Đâu? Đó, cái bùng binh vòng xoay An Lạc đây là cũng là cái nơi mà đón khách xuống khách nè. Mấy cô bác anh chị mà hay đi miền Tây lên, những xe khách nó cũng thả ở đây. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng ở ngã tư con đường Hồng Bàng và con đường Nguyễn Thị Nhỏ. Con đường Nguyễn Thị Nhỏ cắt ngang là Dương Công Trình. Bên tay phải anh chị đi về đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản năm xưa. Bên trái thì chúng ta sẽ đi về hướng của chợ Bình Tây. Cái vị trí em đang đứng đây là quận 5 anh chị, đường Hồng Bàng. Sau lưng chúng ta đi về hướng của An Dương Vương, đi về hướng của chợ An Đông. Phía trước thì chúng ta đi về bên cây gõ. Hôm nay một ngày Sài Gòn trời bắt đầu nắng, nắng cũng khá là gắt. Hiện tại bây giờ là nhiệt độ ngoài trời khoảng 29 độ C. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn bình an, sức khỏe và thật nhiều niềm vui, có những giây phút thú vị dạo phố. Bây giờ là 9 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2023, chúng ta gần kết thúc tháng 2 rồi. Hôm nay em thực hiện một chuyến đi về khu vực Bình Chánh, và xuất phát từ cái vị trí này, mời cô bác anh chị chúng ta ôn lại những cái kỷ niệm trên một cái con đường rất là thân quen. Từ khu vực Cây Gõ chúng ta đi Phú Lâm hướng về khu vực Bình Điền, An Lạc. Con đường Kinh Dương Vương ngày hôm nay năm xưa là lục tỉnh. Bây giờ em bắt đầu lăn bánh, và trước khi lăn bánh thì em cũng tìm được một cái bài thơ cũng ngắn gọn và hay, muốn chia sẻ đến cô bác anh chị cho cái clip ngày hôm nay. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Cây Gõ cái tỏ cái lu, nước rồng em thả trái mù u, lợi duyên cạo trọc lên tu núi Bà. Đó là bốn cái câu thơ có nhắc đến địa danh Cây Gõ, và đó chính là cái mục đích hôm nay em mời cô bác anh chị đi dạo phố. Một cái clip đơn thuần thôi, còn đèn xanh vẫn còn đèn xanh mà nhích cái là đèn đỏ. Rồi, đứng ở đây đợi một chút. Thật sự thì con đường này em nghĩ là rất là nhiều cái kỷ niệm, đặc biệt là những cô bác anh chị mà ở khu vực miền Tây, lục tỉnh Nam Kỳ năm xưa. Và thế là chúng ta thường đi lên tới con đường lục tỉnh. Khi nào thấy cái bùng binh Cây Gõ là biết tới chợ lớn. Rồi, mời cô bác anh chị ôn lại một chút cái kỷ niệm ở dọc theo cái con đường này. Trước tiên thì chúng ta sẽ về Cây Gõ ngày hôm nay. Em rất là thích những cái câu thơ, những cái bài thơ ngắn ngày xưa vậy. Nó dân dã mà rất là hay. Bây giờ hầu như là với cái thời buổi công nghệ như thế này, máy móc hiện tại, cái gì cũng có, người ta hầu như là ít làm thơ lắm. Đường xá rất là đông như anh chị. Thế là em nép ở phía bên trong một chút, chạy từ từ, chứ chạy ở phía ngoài là sẽ vướng cái dòng xe người ta đang chạy đó. Phía trên là chúng ta đi lên cái cầu vượt, đi qua hai cái bồn binh rồi đi hướng về Phú Lâm. Còn em sẽ đi ở phía dưới với cái mục đích là để cô bác anh chị nhìn lại cái cảnh vật xung quanh. Chứ nếu chạy trên cầu vượt Cây Gõ thì hầu như là chúng ta không có được những cái hình ảnh cũ nữa. Ở Sài Gòn mình ngày xưa trước năm 75 có nhiều cái địa danh. Ở đây là con đường Lò Siêu này anh chị. Có nhiều cái địa danh mà nó dân dã lắm. Cây Gõ, rồi cây Gia Xà, cây Điệp, cây Thị, cầu Ông Lạnh, chợ Bà Chiểu, chợ Bà Hôm. Những cái tên như vậy nhưng mà hầu như là không bao giờ quên. Và nó cứ đi theo
theo những cái năm tháng sau này, kể cả các lớp trẻ như tụi em đây, thì sáng nay tìm hiểu một chút em mới biết được cái bùng binh cây gọ này gọi là bùng binh Duy Linh đó. Duy Linh, đúng là nếu như không tìm hiểu thì em không biết ở đây là gọi là bùng binh Duy Linh luôn, mà quen gọi là bùng binh cây gọ thôi. Trước năm 75, cả sau năm 75 thì chính giữa này có cái tượng đài của vua Lê Lợi đó. Nhưng mà từ khi làm cái cầu vượt thì bỏ rồi, đưa cái tượng đài của vua Lê Lợi về công viên Phú Lâm đó, và không biết, chắc có lẽ là không bao giờ khôi phục ở đâu, tại vì ở đây bây giờ người ta làm cái cầu vượt rồi, đâu có ấy được nữa, đâu có làm được. Bên phải em là đình Minh Phụng, đến điện đình Minh Phụng 1959, rất là lâu đời rồi. Đây có con đường Thái Phiên. Ở trong cái clip ngày hôm nay không có gì đặc biệt cả, em chỉ muốn mời cô bác anh chị chúng ta cùng nhau dạo phố và ôn lại một vài cái kỷ niệm xưa ở trên cái đoạn đường từ cây gọ cho tới xa cạn miền Tây Lục Tỉnh, hoặc là đi hướng về An Lạc, về xa lộ Đại Hàn đó, quốc lộ 1A ngày hôm nay. Cái tên là cầu vượt cây gọ. Cầu vượt cây gọ thì một nhánh chúng ta đi từ Hồng Bàng, Đông Thạnh về Phú Lâm, một nhánh chúng ta đi từ đường 3 tháng 2 tức là Trần Quốc Toản năm xưa đó, cũng băng về Phú Lâm đó. Bên này hai nhánh, bên kia một nhánh. Dừng lại ở đây chứ lên trên kia thì bị đông đó. Xe phía sau nó ủi em lên tới đây rồi. Đó, bên trái em là Minh Phụng. Đó, bên phải cũng Minh Phụng luôn, con đường Minh Phụng Cát Ngang. Thì bên trái về Bình Tiên, bên phải về khu vực Bình Thới. Đó. Cái vùng bên ngày xưa đã nằm ở cái vị trí chính giữa này, bây giờ thì thành cái cầu vượt cây gọ. Về đây thì chúng ta sẽ có ký ức xe đò. Ký ức xe đò, em làm một chiếc cầu ngắn nối cô bác anh chị về cái miền ký ức thôi, giống như chuyến xe đò năm xưa. Ở ngoài em ngày xưa lúc em mới lớn thì gọi là xe ca chứ em. Xe ca là chủ yếu, xe đò cũng gọi nhưng mà ít lắm, thường hay gọi là xe ca. Chỉ có khi nào là nói là đi vô Sài Gòn thì đi xe đò, chứ còn thấy xe chạy ngang hay gọi là xe ca. Ở đây là chùa Huệ Lâm, những cái ngôi chùa rất là thân quen lâu đời ở cái khu vực cây gõ này. Xe ca đó, xe đò ở trong Sài Gòn thì chuyên thường gọi là xe đò. Nếu mà tách nó ra đó, thì chúng ta sẽ có được hai chữ, đó là xe và đò. Xe và đò, đó là những cái từ có thể lý giải cho cái đặc tính ở vị trí này. Đây là chùa Sùng Đức. Chùa Sùng Đức thì chùa Sùng Đức, anh chị, em muốn dừng lại để cô bác anh chị ôn lại một chút cái con đường ở đây. Ngày hôm nay ở chùa Sùng Đức người ta còn có cái chữ là 136 đường Lục Tỉnh đó anh chị. Đâu? 136 đường Lục Tỉnh đó. Chuyến xe chuyên chở cô bác anh chị về miền ký ức. Với một cái hình ảnh cũ ngày xưa. 136 Lục Tỉnh. Lúc nãy em có chia sẻ ở bên trái của em là chùa Tuyền Lâm. Rồi, đây nhiều cái vị trí để nói quá mà nói không kịp luôn. Hãy nghĩ một chút. Bây giờ chúng ta đi qua cái khu vực cầu Ông Buông ngày hôm nay nè, Phú Lâm nè, chạy về hướng xa cạn miền Tây. Nếu mà đọc
đọc và suy nghĩ lại thì em thấy rõ ràng là rất là hay. Ví dụ như xe đò đó, xe với đò, xe là xuất phát từ Sài Gòn đi xuống các tỉnh miền Tây thì bắt đầu đi đò. Thời đó làm gì có đường xá xe chạy, chủ yếu là đò mà thôi, cho nên là xe đò. Còn cái bến xe ngày hôm nay á, bến xe miền Tây đó, ngày xưa gọi là xa cảng, thì cái từ cảng đó nó cũng chủ yếu là dành cho các cái chuyến tàu, nhắc về một sông nước, cho nên là người ta cũng gọi là xa cảng. Thì đó là em tách ra để giải thích cho nó nghe nó cũng hợp lý chút xíu thôi, chứ còn mà em cũng không biết là đúng hay sai. Mong cô bác anh chị góp ý thêm thôi. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ băng qua cái cầu Ông Buông nè, cầu Phú Lâm, chúng ta đi về Hùng Binh, Phú Lâm. Trên cầu người ta bán bàn, mấy cái bàn này là bán 60.000 nè. Bắt qua cái con rạch Lò Gốm, đôi khi có những cái kỷ niệm mà chúng ta không quên được. Ví dụ như đây, những chuyến xe về miền ký ức. Đây là bắt đầu chúng ta ở bên phải có ngôi trường Mạc Đệ Chi này. Ngôi trường Mạc Đệ Chi, bây giờ cái đường này nó cao hơn cái trường rồi. Rồi xuống đây thì bên trái chúng ta có con đường Nguyễn Văn Luông, ngày xưa có tên là Thiệu Trị, chạy về hướng của Lập Tân Lò Gốm lại nè. Bên phải có Tân Hòa Đông, rồi Bà Hôm, về chợ cây Gia Xà, về khu cây Gia Xà năm xưa hôm trước em có đi đó. Rồi bây giờ ngay cái vùng bên này chúng ta sẽ đi tiếp tục con đường Kinh Dương Vương. Một cái buổi sáng, những cái ngày giữa tuần, xe cộ rất là đông, rất là nhộn nhịp. Đó là cái những cái hình ảnh đời thường của Sài Gòn mình đó. Đó, có một mát trời nắng nhưng mà bác không mặc áo, chỉ mặc cái quần sọt thôi. Chạy xe phơi nắng đó anh chị, phơi nắng. Con đường Kinh Dương Vương, Lục Tỉnh năm xưa, chạy về hướng của An Lạc, xa lộ Đại Hàn, ngày hôm nay gọi là quốc lộ 1A. Và tất nhiên là chúng ta cũng đi ngang cái xa cảng miền Tây. Xa cảng miền Tây thì quá đội thân quen với cô bác anh chị rồi, em cũng hôm nay cũng không có ghé vào, bởi vì cái mục đích không phải là thăm lại xa cảng, chủ yếu là chạy trên cái con đường thân quen này. Đối với cái con đường này ngày hôm nay nó rộng lắm, nó đẹp hơn xưa và được nâng cấp rất là nhiều lần rồi. Ngày trước thì nó ngập nước nhiều. Ở khu vực này thì đang thuộc Bình Tân đó anh chị. Ở đây hiện tại ngày hôm nay thì cô bác anh chị thấy là hai bên đường nó gần giống như một cái xa lộ vậy đó. Nó có ít cái hoạt động ăn uống vui chơi, có chăng là những cái con hẻm, những con đường nhỏ bên trong thôi. Khu vực này xin lỗi của mấy anh chị là nó đang gọi là quận 6 nha, chưa có phải là Bình Tân. Bên tay trái và bên tay phải của em là anh thấy là đều là quận 6 hết. Em bị nhầm cái vị trí một chút, đi ngang cái nhà thờ này đang xây dở dang đó. Thì bây giờ cái khu này nó bớt phức tạp hơn so với ngày trước. Cách đây khoảng mười mấy hai chục năm á, em mới vào Sài Gòn thì đi làm ở ngay vị trí An Lạc đó, làm ở chỗ An Lạc, chỗ cái vòng xoay An Lạc đi tới đó, thì em hay đi cái con đường này lắm. Bên trái em là cái cư xá Phú Lâm A nè, còn bên phải ở đây chúng ta tới cư xá Phú Lâm B đó. Em hay đi con đường này á, sáng tối hay đi lắm và nó khá là phức tạp. Ví dụ như là cướp giật cũng có nè, hút chích xì ke ngay công viên Phú Lâm cũng nhiều. Rồi nó có những cái công việc của chị em phụ nữ ở đó nữa. Đó.
cho nên là nó khá là phức tạp một chút. Ngày hôm nay thì nó đỡ hơn, nhưng mà vẫn còn cái gì, có điều đôi khi nó không có công khai thôi. Trò ở đây ở nguyên một cái khu trái cây. 12 ngàn một trái. Dưa hấu Long An 13 ngàn một ký. Xoài thái cam sành 10 ngàn một ký. Ồ, nó rẻ, xoài thái cam sành mà có 10 ngàn. Dứa là quá trời luôn. Cam, nhãn, mận. Ngày hôm nay nông sản là cũng quéo luôn. Được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa, kiểu như vậy, quanh năm suốt tháng. Ở đây chúng ta có đường số 10, qua khỏi đường số 10 này một tí, bên tay phải là khu vực Galaxy Kinh Dương Vương. Ngày trước em cũng hay đi, lúc mà đi làm, còn đi làm ở An Lạc, hay đụng nhau vào đây coi phim. Phố ẩm thực Phú Lâm. Bán gạch, bán đồ, nói chung là ở đây rất là ít dạng quán ăn cà phê. Đi cái con đường này mà tìm một cái quán mát mẻ để thư thái thì khó lắm anh chị. Ở đây nó như em nói lúc nãy, nó hơi giống như cái quốc lộ tỉnh lộ ngày hôm nay á. Xa cạn miền Đông, xa cạn miền Tây. Cái từ xa cảng là chỉ có ở trong miền Nam mình dùng thôi. Ở ngoài em ngày xưa thì gọi bến xe thôi. Vào Sài Gòn thì mới biết xa cảng. Đường Lê Tuấn Mậu này ngay bao quanh công viên Phú Lâm. Xe cộ bây giờ chắc là đông lắm đây. Bơm hơi phá xe, những cái công việc lặt vặt ở bên vỉa hè như vậy, chứ nuôi sống cả gia đình. Ở đây có cái trung tâm hội nghị câu lạc bộ văn hóa Phú Lâm. Ở đây là cái khu công viên, bắt đầu là sẽ có những lúc trước đó sẽ có những cái hút chích xì ve ở rồi một số cái công việc nó nhạy cảm. Bây giờ thì nó đỡ hơn nhiều nhưng mà vẫn còn. Đôi khi mình đi ngang đây mình chạy từ từ mình cũng sợ lắm anh chị. Thứ nhất là sợ mấy người hút chích ấy. Đôi khi là thấy mình quay rồi cũng phiền. Rồi có mấy chị ở đây nữa, lâu lâu cũng quắt vào. Nhưng mà đôi khi thì nó hơi nhạy cảm một chút vậy đó, nên là đi ngang đây thì em có tâm lý hơi lo lo một chút thôi, chứ còn mà bây giờ ban ngày mà cũng bình thường, cũng không vấn đề gì. Ban đêm nó mới nhiều sập sệ, tối nhiều, ở đâu cũng vậy thôi anh chị, có những cái ngành nghề như vậy. Ở đây cái mũi tàu Phú Lâm bên trái là có con đường Hậu Giang. Rồi chúng ta chạy về chợ Bình Tây đó. Bên phải con đường bên phải cắt ngang đây là con đường An Dương Vương về ngã tư Bốn Xã nha. Bên trái thì An Dương Vương về khu vực Phạm Phú Định luôn. Một ngày bình thường của lục tỉnh năm xưa đây. Bây giờ anh chị thấy nhộn nhịp nhiều so với ngày xưa. Hai bên buôn bán quá trời. Xe tải xe đổ đây nhiều lắm. Ngay chỗ cái bến xe mà. Và bây giờ mặc dù là cấm xe tải vào nội thành nhưng mà người ta cũng tìm cách người ta sống rồi. Đây là đường Dương Bá Cung. Khu này thì có nhiều cái khu mới. Phía trước thì có mấy chú trật tự đô thị đang đi dẹp vỉa hè. Sắp tới thì người ta còn có dự có cái đề xuất là cho thuê vỉa hè đó. Thuê vỉa hè.
cách đây mấy năm thì có cái chiến dịch đi dẹp vỉa hè, bây giờ thì đi thuê vỉa hè. Ủa xe này là chạy ra hay chạy vô đây? Cách đây mấy năm thì có chiến dịch đi dẹp vỉa hè, dẹp rất là gắt. Bây giờ chuẩn bị sắp tới có cái chiến dịch đề xuất đi cà phê vỉa hè. Ở đây là khu vực Bình Tân rồi, An Lạc Bình Tân. Vượt qua chiếc xe bus này rồi. À, lù tôn bán hàng rong. Đây là con đường Nguyễn Thức Đường ha. Mấy con đường ở đây lạ lắm, hầu như là em rất là ít đi. Bên trái em có chợ An Lạc nè anh chị, chợ An Lạc. Khu này cũng ngập nước nhiều. Cái xe này sao họ cứ cà rề không hiểu. Rồi có đi hay không đi. Bên tay trái của em là vào Sa Cạn miền Tây đó. Không biết là có còn những cái hình ảnh cũ năm xưa cô bác anh chị đã từng đi ngang, đã từng sinh sống ở đây hay không. Cứ đi như vậy. Trật tự đô thị người ta đang đi dẹp vỉa hè. Đó, chú bán bánh mì, chú bán bánh mì, chú kè lên xe mất tiêu à. Cho chú bán bánh mì lên xe. Bánh mì nè anh chị, bánh mì. Này là bánh mì Sài Gòn đấy hả? Hết 23 độ luôn, tự nhiên nhớ ngày xưa ghê. Nhớ bánh mì Sài Gòn ngày xưa ghê. Khu này bắt đầu thấy bán nhiều nè anh chị. Bánh mì mà ngày hôm nay thì chắc là nó không có hương vị giống như bánh mì Sài Gòn ngày xưa nữa. Nhưng mà nhìn thấy người ta bán tự nhiên cái mình cũng sực nhớ lại những cái hương vị tuổi thơ. Sài Gòn, hồi đó ngoài quê đám trẻ thì em hay gọi là Sài Gòn ấy. Đây, mấy cái rổ bán bánh mì nè, mấy cái sọt cần xế nè. À, nhìn cũng hấp dẫn chứ bộ. Cũng to to, nhìn thấy muốn ăn á. Canh nước đen, à, con đường canh nước đen ở đây. Con đường Kinh Dương Vương Lục Tịnh, con đường chuyên chở những cái ký ức tuổi thơ, ký ức một thời, và cũng là một con đường nối miền ký ức năm xưa với miền thực tại hôm nay. Ở đây thì người ta đang móc cổng. Có một cô đi nhặt ve chai, mua ve chai. Nó là một cái nghề. Bất cứ cái công việc nào ở Sài Gòn này đều là một cái nghề. Quan trọng là mình có duyên với cái nghề đó. Đây là đường tên lửa đây anh chị. Đu tên lửa đó. Biết gần đây có lựu đạn với lại bom mìn gì không? Bên phải là đi ra cái khu Tân Tạo Bình Tân. Đây có cái khu chung cư của Hưng Thịnh nè anh chị. Ngày hôm nay đó, to. Chung cư to lắm. Mấy lô ở đây Hưng Thịnh. Xe quay đầu về Sa Cạn đó.
chung cư rào tùm lum này, Moonlight Boulevard. Hân Thịnh hay dùng chữ Boulevard ghê. Bên quận 7 có một cái Boulevard, bên này có một cái cái nào cũng bạch tráng nha. Chung cư nào cũng để Boulevard hết. Bắt đầu hướng này thì chúng ta cứ tàn tàn, chúng ta chạy ra tới An Lạc, không biết là có tới nổi hay không đây. Trời mà nắng thì con đường này chạy là cũng như đi về cái miền cực nhọc vậy đó. Ít cây lắm anh chị, rất là ít cây. Nhanh quá, bây giờ là chúng ta bắt đầu vô tháng 3, năm nay nhừng tháng 2. Thơm thái mini siêu ngọt đó, cho luôn cả muối nữa nè. Cà phê rồi sửa xe rồi máy giặt ủi rồi này kia kia nọ không à. Không có gó, ở đây là xí nghiệp con bón An Lạc, người ta bỏ trống như thế này nè anh chị. Nước bèo bọt mây trôi không, xí nghiệp phân bón An Lạc 1. Không biết làm sao mà người ta bỏ như thế này. Khu đất này cũng ngon ghê chứ, ngay cái mặt tiền luôn. Trên này thì mịt mù, khói xe, bụi. Xe đò. Cái năm mà em sinh năm 89 thì lúc đó là cũng vừa mới mở cửa, năm 86 là bắt đầu là mở cửa rồi. Thì khoảng chừng 6-7 tuổi là bắt đầu cũng hay vào Sài Gòn lắm, vào Sài Gòn ấy, lúc đó thật thời Sài Gòn. Thì hay đi trên những cái chiếc xe ca đó, mà cái chiếc xe đó nó cứ chạy đoạn nó hư đoạn, nó ngộ lắm, chạy đoạn nó hư đoạn, đến nỗi mà đến khi nó hư luôn á mà mình sẽ sang xe dọc đường á. Cái thời đó em đi xe vô tới Sài Gòn là móc cái mũi mình ra là nó đen thui như cái cục than á, trời ơi. Mà hồi đó là khi nào mà đi học mà được học sinh khá giỏi trở lên là ba mẹ cho vô Sài Gòn chơi một tuần, chạy được nhiều mà chạy dữ vậy. Cho vô Sài Gòn chơi một tuần đó. Rồi từ đó mình biết Sài Gòn, và thế là nuôi một cái ước mơ vào Sài Gòn để đi học đó. Nó là như vậy đó anh chị, cái đường đi nước bước từ nhỏ là như vậy. Ước mơ vào Sài Gòn đi học, là mình vào đó mình thấy ôi Sài Gòn thích quá. Hồi đó em thích nhất khi vào Sài Gòn đó là được ăn cơm hộp. Chà nó mê khỏi nói luôn. Cứ sáng sớm là đi mua cơm hộp ăn. Gì mà đó hay đi mua cơm hộp. Lâu lâu thôi anh chị chứ không phải lúc nào cũng vậy, nhưng mà cứ vào Sài Gòn mới được ăn cơm hộp. Em mê lắm. Cũng từ cái hộp cơm đó mà mê Sài Gòn. Sau này về quê cứ mỗi lần mà bị bệnh xuống nhập viện mà được mua cơm hộp là em lấy luôn cái hộp về nhà. Rồi bắt đầu cứ rửa, cứ mỗi lần ăn là xúc cơm vô. Đó, mê tới độ đó. Rồi mới vào Sài Gòn. Ai cũng có những cái ký ức như vậy. Cô bác anh chị cũng vậy, em cũng như vậy. Đôi khi trên những chuyến đi như thế này có dịp rồi sực nhớ rồi chia sẻ với cô bác anh chị. Chứ còn bình thường thì hầu như không bao giờ kể, cũng không bao giờ nói. Có đôi khi em mê quá, nói hơi nhiều đó, nói nhiều quá. Chứ bình thường ở nhà thì lại ít nói.
ở đây là đâu rồi, ở đây An Lạc Bình Tân. Đó, chúng ta sắp đi ra tới cái vùng bên An Lạc luôn đó anh chị. Cũng còn những cái kho lớn lớn trường tiểu học An Lạc đấy, còn mà bây giờ những cái nhà mặt tiền này thì đa số là nhà người ta làm kiosk buôn bán nhà mới là nhiều. Đây là đường Hồ Phạm nha, bên phải ra xa lộ Đại Hàn đó, bên trái có cái chợ công nhân, rồi chúng ta chạy về Võ Văn Kiệt, chạy về Võ Văn Kiệt rồi đi qua tút nút bên cuối Hộp Lạm, chắc là qua cái con kinh đôi hay kinh gì đó. Muôn màu muôn vẻ, muôn màu lắm, cuộc sống muôn màu lắm. Nếu mà người thì làm công việc văn phòng đóng thùng mặc vest, còn người thì đi mua ve chai nhặt ve chai, chú thì đi đạp xích lô, ai cũng có một cái công việc như vậy thôi. Em cũng đang thực hiện một chuyến đi chuyên chợ một chút xíu nào đó miền ký ức năm xưa. Ở đây chúng ta qua cái cầu An Lạc 1 và chúng ta chuẩn bị tới Bùng Binh rồi hả. Và như vậy là em thực hiện được cái chuyến xe này, chuyến xe này thuận lợi, không có trách sợ gì hết anh chị. Máy gốc mài kìa, máy gốc mài đem đi dưỡng đó. Bên tay phải của em là gần như là chúng ta sắp giáp bụi tàu với lại quốc lộ ngày hôm nay rồi, xa lộ Đại Hàn. Ồ, đây có một cái bãi ve chai luôn, xe tùm lum này đó, máy phát điện kìa, xe nguyên một cái bãi luôn. Bãi này không biết cái kho người ta làm gì chứ không phải là ve chai đâu, nhưng mà ồ, các cái loại máy nâng máy móc rồi đó. Bắt đầu ra tới quốc lộ là chúng ta thấy toàn là sắt thép không, mấy cái hộp số, mấy cái máy này, trời ơi, nhìn mù mịt luôn, phế liệu cũng nhiều. Đây là cái vùng bên An Lạc thì bây giờ nó khác hơn ngày xưa một chút, nó mở rộng ra. Ngày xưa ở đây kẹt xe dữ lắm, hồi mà em còn đi làm ở đây nè, cách đây cũng phải chục năm rồi. À, bên phải anh chị quẹo phải thì về An Sương, trên con đường xa lộ Đại Hàn năm xưa đó, bây giờ là quốc lộ 1A. Còn quẹo trái chúng ta đi hướng lên cầu Bình Điền. Em bọc bọc ở đây đó, quẹo trái lên cầu Bình Điền, hướng đi về Bình Chánh, chợ Bình Chánh. Ở đây là coi như là Bình Tân mà. Qua cầu Bình Điền về hướng Bình Chánh rồi. Xe container đổ đây nó nhiều, mình chạy đôi khi cũng ớn. Cho nó qua trước đi. Nó dừng lại kìa. Nó dừng lại nên mình qua. Đó, cái Bùng Binh vòng xoay An Lạc đây là cũng là cái nơi mà đón khách xuống khách nè. Mấy cô bác anh chị mà hay đi miền Tây lên, những xe khách nó cũng thả ở đây. Rồi những buổi đi xe máy nữa. Đó, đi xe máy về quê. Em lên tới hướng Bình Điền coi như thế nào, có kẹt xe không? Xe máy kìa. Ở đây ngày xưa có cái bãi xe Phương Trang này, không biết là bây giờ còn cái bãi xe Phương Trang không? Trời, quà tặng quá trời luôn anh chị. Đồ tặng quá trời luôn. Đồ điện tử ngày hôm nay bán khó khăn, tặng quá trời. Trần Đại Nghĩa đó, khu này khu mới. Ấp 2 Tân Kiên Bình Chánh, bên phải là về ấp 2 Tân Kiên Bình Chánh. Đó, ngay góc nè. Đây có cái cầu đi bộ nè anh chị. Khu xe Phương Trang vẫn còn, cái bãi xe Phương Trang.
đó, ngày xưa em làm ở đây luôn á, làm bên tay trái em kìa, à, công ty xe hơi. Cái đoạn này thì nó vẫn y như cũ, ngày trước cũng to như thế này rồi đó. Bên phải là có cái hướng đi về ấp Tân Kiên, Bình Chánh. Khu trên này rất là lạ luôn, em chưa bao giờ đi á. À, bây giờ thì lên tới cầu Bình Điền. Khói bụi mịt mờ đó anh chị. Xa lộ mà bắt đầu ra đây là chúng ta thấy chỉ có cái nắng, có cái gió và có mấy chú cảnh sát đây. Ở chú cảnh sát đây nè. Bao nhiêu đó thôi. Cái nắng, cái gió và có cảnh sát giao thông thôi. Khu này bắt xe khá là nhiều. Ở đây thì chắc là em sẽ ráng lết lết một tí lên tới cầu Bình Điền, hướng đi Long An. Ở đây mà quẹo thì anh chị đi về Võ Văn Kiệt bên tay trái nè. Võ Văn Kiệt là kết thúc ở ngay cái vị trí này, bắt đầu ngay chỗ bến Trương Dương ngày xưa đó. Đó, đây là quẹo bên phải là anh chị lên đường Võ Văn Kiệt nè. Hướng đi thẳng là chúng ta về Long An. Xe có vẻ rất là đông anh chị thấy không? Đường về miền Tây. Nước nè, mày có mấy cái xe bán nước rong rong như vậy chứ ở đây kiếm quán nước đâu có ra đâu anh chị. Bên phải là về bệnh viện Nhi Đồng. Wow, ở đây có bệnh viện Nhi Đồng ha, hay hay. Đường Hưng Nhơn hướng này về bệnh viện Nhi Đồng. À, mới có một cái bệnh viện Nhi Đồng mới ở khu Bình Chánh đó. Em cũng không biết nó nằm ở đâu, hôm nay chắc là để em xem thử coi có đi cho biết hay không. Ui trời là trời, lên hướng lên cầu Bình Điền đang kẹt quá trời luôn nè anh chị. Em coi thử coi cái thời lượng clip bao nhiêu rồi. À, đi được chút xíu nữa. Mời cô bác anh chị qua cầu Bình Điền nha. Ngày thường xe cộ giờ cao điểm hay sao á, đông dữ. Giờ chắc khoảng 10 giờ kém. Lúc nãy em xuất phát là 9 giờ. Thì bây giờ là nó độ khoảng 9:40 hả? Lên cầu Bình Điền đi đúng làn đường, dừng đúng mặt sơn quy định. Trời ơi, hướng về miền Tây đây hả? Trái cây bên phải của em nè, bình sạp hướng lên cầu Bình Điền. Lâu lâu mới chạy ra đây. Ở đây hít cái mùi khói bụi xe và cái mùi nhớt của các cái đầu máy, các cái máy móc ở đây là chính. Xe hơi kẹt quá. Trời ơi, may quá, xe máy mình chạy được. Rồi thoáng rồi, em chạy nhanh chút xíu anh chị, chạy chậm quá xe phía sau rồi ta la làng. Lên cầu Bình Điền đây đó, mấy cái cục sắt này cơ khí. Ở đây là Bình Chánh, Tân Kiên Bình Chánh, ấp 3.
Dương Đình Phúc, bên phải là đường Dương Đình Phúc. Bây giờ chúng ta đi lên cầu Bình Điền. Cầu Bình Điền lên thì hướng lên cầu Bình Điền. Trời ơi, nước ngập quá. Ở đây y chang nhà máy đá, cán nhầm cục đá. Cán nhầm cục đá cái nó tuột đầu anh chị. Cầu Bình Điền 1. Rồi, em xin tạm dừng các clip của mình ở đây. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một chuyến đi chiên chợ một chút nào đó những cái kỷ niệm năm xưa. Xuất phát từ vùng Binh Cây Gõ đó anh chị, giờ chạy lên tới cầu Bình Điền rồi. Bên cái làn xe này dành cho xe máy rất là trống vắng ha. Bởi vì có thể là có công an đang đứng ở dưới đó để là mấy xe hơi người ta không dám lụi qua đây. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau. Trên cảnh Sài Gòn hôm nay, bình cảnh đây anh chị, cứ đi về Long An.